Thưa quý vị, khái niệm về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã không còn quá xa lạ với chúng ta, bởi dường như ở đâu cũng hiện hữu những công nghệ hiện đại áp dụng vào cuộc sống. Blockchain là một trong những công cụ được ứng dụng rộng rãi trên toàn cầu và cả về lĩnh vực bất động sản. Blockchain được đánh giá là một công cụ đem lại hiệu quả cao cũng như đảm bảo mức độ an toàn trong giao dịch mà không cần có sự can thiệp của bên thứ ba. Vậy tại Việt Nam thì ứng dụng này được đánh giá như thế nào, đặc biệt là với lĩnh vực bất động sản? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Hiểu theo cách đơn giản nhất, blockchain là một cơ sở dữ liệu phân cấp. Bằng cách tổng hợp và lưu trữ các giao dịch vào sổ cái bảo mật, hoạt động theo cơ chế đồng thuận phân quyền, một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được. Giá trị của hệ thống này là khả năng kiểm tra và theo dõi các giao dịch trong thời gian thực hiện mà không cần đơn vị thứ ba nào khác, chẳng hạn như ngân hàng. Chính bởi những ưu điểm nổi bật của ứng dụng này mà hiện nay số lượng các thử nghiệm với blockchain đang ngày càng tăng lên trên khắp thế giới. Công nghệ blockchain trong lĩnh vực bất động sản có thể đưa đến những thay đổi quan trọng một cách cụ thể trong đầu tư bất động sản. Trong quá khứ, theo cách truyền thống thì phải tốn rất nhiều tiền và thường chỉ có những người gọi là đại gia mới có thể đầu tư vào bất động sản. Công nghệ blockchain sẽ tạo ra cơ hội cho nhiều nhà đầu tư nhỏ liên kết với nhau để tạo ra một nhà đầu tư lớn. Và điều này cũng có thể trở thành cách mà các giao dịch bất động sản được tiến hành. Vấn đề hiện tại của các thị trường bất động sản của mình là thông tin rất là khó kiểm soát và nó không chính xác. Thì làm sao để có thể giúp cho tất cả thông tin đó đưa lên minh bạch và nó được lưu trữ để mà có thể truy lục và giúp cho những giao dịch tiếp theo nó trở nên dễ dàng hơn. Thì đó là cái tính năng nổi bật mà là cái đặc tính rất đặc biệt của blockchain để giúp cho cái thị trường bất động sản của mình. Khi công nghệ blockchain được áp dụng trên thị trường bất động sản sẽ đem lại nhiều lợi ích nhất định. Quy trình xử lý hợp đồng tự động đồng nghĩa với việc cắt giảm chi phí, thời gian, làm tăng khả năng bảo mật và hơn hết là giúp cho thị trường trở nên minh bạch hơn. Blockchain hiện tại nó giúp cho việc là tránh lừa đảo ở chỗ là họ có một cái nhà, họ có thể là bán cho nhiều người cùng lúc, thì blockchain ít nhất là nó sẽ ngăn chặn việc đó, tức là bạn đã đang giao dịch với ai thì cái dữ liệu đó đã được ghi trên cái smart contract đó rồi, thì những người khác họ có thể tham khảo dựa trên đó, à cái nhà này đã đang được đặt cọc, đang được giao tiền đợt 1, đợt 2 như thế nào đó trong một cái hợp đồng ghi lại tất cả trên đó, thì bất cứ ai bán và đưa lên thông tin, họ sẽ phải chịu trách nhiệm thông tin đó và cái quá trình đó đã được không bị can thiệp bởi bất cứ ai khác, thì sẽ giảm được trường hợp là bán cho nhiều người cùng lúc là một, thứ hai là sẽ giúp cho họ hạn chế cái việc mà ráng đưa giá nó sai sự thật quá. Giới chuyên gia nhận định blockchain đã đặt nền móng mới cho ngành bất động sản. Nếu công nghệ này có thể tăng tính thanh khoản và giảm các chi phí thì sẽ có thể loại bỏ được một số rào cản đáng kể cho nhà đầu tư. Tuy nhiên sẽ cần có một khoảng thời gian nhất định trước khi đạt được mục tiêu này, do Việt Nam hiện nay cần thêm các rào cản bảo vệ cho cả hệ thống cũng như dữ liệu thông tin. Ứng dụng công nghệ blockchain không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới là một việc khá là thách thức. Nó đòi hỏi khá nhiều công sức, sự kết hợp giữa đơn vị tư nhân và kể cả chính quyền nhà nước. Ví dụ như việc chuyển thông tin đang ở dưới dạng bản cứng và mã hóa nó để nhập lên một hệ thống thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Thách thức thứ hai là các đơn vị chủ quản như nhà nước đang quản lý cái thông tin bất động sản. Người ta cũng phải nắm được công nghệ blockchain là như thế nào thì người ta mới có thể đưa ra được những cải cách chính sách, hướng dẫn phù hợp với ứng dụng công nghệ blockchain trên thị trường bất động sản. Các chuyên gia cũng nhận định, hiện nay Việt Nam vẫn đang đón nhận công nghệ mới này khá chậm rãi. Thế nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi. Chúng ta đang sở hữu nguồn dân số trẻ, năng động, bản lĩnh và có một nền văn hóa khởi nghiệp lớn. Chính vì thế mà Việt Nam là một trong những quốc gia đầy tiềm năng trong việc tận dụng thời kỳ công nghệ số mới này.